Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mũi và tai phần 1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mũi và tai phần 1. Tai nào là mũi dọc dừa số 2. Số 2 là Roman. Roman nào là mũi nhầm, mũi khăm. Roman nào số 3 là búp nào là mũi tẹt. Búp nào là mũi tẹt. Số 4 là pointed nail. Pointed nail là mũi nhọn. Số 5 là acute nail. Acute nail là mũi lệch. Số 6 là bottle nail là mũi chua, mũi to. Bottle nail là mũi to. Số 7 là tunic up now là mũi hết. Tunic up now. Mũi hết. Tunic up now. Số 8 là crooked nail là mũi gãy. Crooked nail là mũi gãy. Số 9 là queen up now là cánh mũi. Queen up now là cánh mũi. Queen up now. Số 10 là mắt chiêu là lỗ mũi. Mắt chiêu là lỗ mũi. Mắt chiêu là lỗ mũi. 11 là tinker e lỗ tai. Đây là lỗ tai. Tai to. T
Techno là mũi dọc dừa, Romano là mũi khầm, Bitno là mũi tẹt, Bông tẹt nào là mũi nhọn, Acuno là mũi lệch, Bottle nào là mũi to, Thun nhịt ấp nào là mũi lệch, Rốt kịp nào là mũi gãy, Viên ấp nào là cánh mũi, Nostril là lỗ mũi, Langur e là tai to, tai to. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mũi và tai phần 1 tới đây.